Chào mừng các bạn đến với chương trình tư vấn tin học của Khắc Tuấn Anh. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra xem có bao nhiêu người đăng ký kênh YouTube. Thì cái số người đăng ký kênh YouTube là một cái số liệu khá quan trọng. Cái thứ nhất là nó phản ánh được cái mức độ quan tâm của người xem đối với kênh YouTube của các bạn, cũng như là cái sự quan tâm của họ đối với những cái thông tin mà các bạn chia sẻ trên YouTube. Cái thứ hai là nếu mà các bạn có nhiều người đăng ký thì mỗi khi các bạn tải lên một cái video mới sẽ có nhiều người tiếp cận được với cái video đấy hơn. Thì hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra xem là kênh YouTube của chúng ta có bao nhiêu người đăng ký và cụ thể họ là ai. Tức là kiểm tra xem họ là những người xem bình thường hay là họ là những cái người phát triển nội dung trên YouTube. Rồi thì chúng ta sẽ có hai cái bước. Bước thứ nhất là các bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản YouTube. Thì đầu tiên là mở trình duyệt web lên, gõ vào cái thanh địa chỉ này là youtube.com. Đấy. Các bạn nhấp vào cái nút sign in bên này để chúng ta tiến hành đăng nhập. Sau khi mà các bạn đăng nhập vào YouTube thì các bạn nên chuyển cái ngôn ngữ giao diện này về tiếng Việt. Thì để chuyển về tiếng Việt thì chúng ta sẽ kéo cái thanh trượt này xuống cuối trang YouTube. Đấy, ở cuối trang YouTube thì nó có cái biểu tượng hình người với cái chữ lân gợi lịch. Các bạn sẽ nhấp vào đây. Chúng ta chọn đến ngôn ngữ là tiếng Việt. Rồi bây giờ sang cái bước thứ hai, đó là chúng ta sẽ đi đến kênh của tôi và các bạn làm theo hướng dẫn của mình. Thì các bạn nhìn sang phía bên tay trái của màn hình ở đây, có cái biểu tượng hình người với cái chữ là kênh của tôi đấy. Nếu mà nó không hiện ra, tức là nó bị ẩn như thế này, thì các bạn nhấp vào cái biểu tượng ba gạch ở đây, nó sẽ hiện ra. Rồi các bạn nhấp vào kênh của tôi. Sau khi nhấp vào kênh của tôi, các bạn sẽ được chuyển đến cái kênh của các bạn. Đấy. Ở đây thì cái kênh này là có 179 người đăng ký. Đấy. Cái số người đăng ký của các bạn nó sẽ được hiển thị ở đây. Và các bạn muốn biết cụ thể họ là ai, tên kênh của họ là gì, thì các bạn nhấp vào đây. Đây, thì nó sẽ hiển thị những cái người đã đăng ký kênh của chúng ta. Đấy. Đây là cái hiển thị cái thời gian đăng ký này. Ví dụ họ đăng ký từ 22 giờ trước đấy. Họ đăng ký 4 ngày trước chẳng hạn. Rồi, cái người đăng ký này á, là số người đăng ký kênh của họ. Đấy, cũng giống như là kênh của mình thì có 179 người đăng ký, thì kênh của họ là có 16 người này đấy. Có những kênh á, họ là đến hàng ngàn, hàng chục, hàng trăm ngàn người đăng ký luôn. Rồi, thì ở đây thì mặc định thì YouTube nó sẽ sắp xếp theo cái thời gian đó là mới nhất, đấy, gần đây nhất. Đây các bạn nhìn này, cái thời gian là nó sẽ tăng lên. Các bạn cũng có thể sắp xếp bằng cách là nhấp vào đây, sắp xếp theo cái mức độ phổ biến nhất. Đấy. Tức là những cái người mà có nhiều người đăng ký họ sẽ được đưa lên trên đầu, sau đó cái số người đăng ký của họ nó sẽ giảm dần. Đấy. Thì các bạn nhìn này, bây giờ mình chọn lại là gần đây nhất nhé. Các bạn nhìn này, có một số người đăng ký kênh của mình đấy, họ thậm chí là chưa đổi avatar hoặc là họ không có người đăng ký, thì có nghĩa là họ không có phát triển nội dung trên YouTube, hoặc là họ có phát triển nội dung nhưng mà video của họ nó chưa có được nhiều người biết đến, cho nên là chưa có ai đăng ký cái kênh của họ cả. Còn ngược lại, có những người thì ví dụ như là 206 người đăng ký ở đây đấy, thì họ sẽ có một cái kênh riêng và chắc chắn là họ là những người phát triển nội dung. Thì để ghé thăm họ, các bạn có thể click vào cái tên ở đây, đấy, nhấp vào đây. Thì các bạn sẽ được chuyển đến cái kênh YouTube của họ. Đấy. Các bạn có thể chọn vào cái mục video để xem là họ tải lên những cái video gì. Đây thì họ tải lên có một video thôi, nhưng mà đã có đến 206 người đăng ký. Đấy, video này thì có lẽ là hơi bị hot nhỉ. Rồi,
Thì đó chính là cái video hướng dẫn cách kiểm tra xem có bao nhiêu người đăng ký kênh YouTube. Thì các bạn có thể xem thêm những cái thông tin hữu ích khác, những cái mẹo vặt YouTube khác bằng cách là vào trang youtube.com này. Các bạn gõ youtube.com như thế này nhá. Sau các bạn gõ thêm cái dấu xẹt. Cái dấu xẹt này là cái dấu gần cái nút ship ấy. Đấy. Các bạn gõ thêm cho mình cái chữ Thường Vĩ viết liền, không dấu. Nhấn Enter. Thì đây chính là một cái kênh YouTube. Nó chia sẻ khá là nhiều cái thông tin về cái lĩnh vực mẹo vặt tin học. Các bạn nhấp vào trong cái phần danh sách phát này. Ở đây thì những cái video mình đã gom nó lại thành một cái chủ đề cụ thể. Ví dụ như cái chủ đề tư vấn tin học này. Rồi cái chủ đề là mẹo vặt YouTube này. Thì tất cả những cái video mà hướng dẫn về YouTube mình để ở bên trong này. Các bạn chỉ việc là nhấp vào đây. Đấy, các bạn chọn cái video các bạn cần xem. Thì các bạn nên xem qua nếu mà các bạn quan tâm về cái YouTube. Các bạn trở lại với danh sách phát. Ở đây thì còn nhiều cái danh sách phát khác. Ví dụ như là dạy làm album ảnh này, dạy cắt ghép video này. Đấy, dạy ghi đĩa DVD. Thì các bạn có thể nghiên cứu nếu các bạn quan tâm về cái lĩnh vực là cắt ghép phim. Rồi. Nếu mà có thể thì các bạn vui lòng nhấn vào cái nút đăng ký. Ở đây nó sẽ có một cái nút đăng ký màu đỏ đỏ. Đấy, nút subscribe. Các bạn nhấp vào đây để đăng ký cái kênh này. Việc đăng ký thì hoàn toàn miễn phí. Đấy. Ngoài ra việc đăng ký thì các bạn có thể được cái quyền lợi là được cập nhật thêm cái thông tin. Ví dụ khi mà cái kênh Thường Vĩ này nó tải lên một cái video nào đó mới thì nó sẽ thông báo cái con số ở đây này. Ví dụ Thường Vĩ tải lên một video thì nó sẽ thông báo một, con số 1 ở đây. Thì các bạn có thể nhấp vào đây để các bạn đến cái kênh Thường Vĩ và các bạn xem là anh ta vừa tải lên video gì. Đấy, thì các bạn nhớ nhé. Rồi thì đó chính là cái bài hướng dẫn này của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài hướng dẫn tiếp theo. Chào các bạn.